Hôm nay mình sang nhà siêu nhân á, Sushi á, xem ai rủ bạn đi chơi thôi. Mà cậu, siêu nhân đi đâu ấy nhỉ? Bảo mình ngồi ở đây đợi mà. Kinh, siêu nhân ăn chơi thế, xóa hẳn máy ảnh à, kinh nhề. Thế mà không thì nói gì với mình là có quả máy ảnh mới. Tí phải đi ra tự sướng kiểu ảnh mới được. Siêu nhân đang không có đây, mình tự sướng kiểu. Kiểu gì vậy trời? Sao không có mấy ảnh nhà mình nhỉ? Đây là mấy ảnh đồ chơi thôi, để em mua cho em thôi. Sao thế à? Không phải mấy ảnh thật đấy em? Thế nó như nào? Đây, chị cũng mua. Thôi, em phải thêm mình ra kia chơi đi. Con trò này hay hết. Hóa ra đây chỉ là mấy ảnh đồ chơi à? Nào, chúng mình ra đây chơi. Cái đấy hay thế. Nhiều đấy. Chị thấy á, có cái gậy xà phòng thôi. Đây còn có máy ảnh nữa. Máy đấy. Đấy đúng rồi, wow, nhiều quá. Tôi chỉ ấn thử gì nhá. Em ơi, Sushi sướng thế. Ôi là đầu tiên chị được nhìn thấy có một cái máy ảnh như thế này ấy. Ấn đây đúng không em? Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.